Mua đi cháu ơi. Cái này là có 1.000 một quả. 1.000 một quả, 1.000. Các con mua đi. Mua đi. Nào đây, các con. Ôi dồi ôi, kiếm ngon nhỉ. Chết giạt. Cái ốc đậu đây. Mua đi. Em lấy đi 1.000 một quả. Có 1.000 quả, quả 1.000 đấy mà. 30 quả có 30.000 về cứ luộc cả tống ăn. Đây là ốc đậu á. Cũng thế à. Ốc đậu 1.000. Em nhặt mấy quả này, mấy quả này. Em mua 20 cơ. Em nhặt mấy quả này. Làm 30 quả mẹ đi. Về luộc hàng xóm nó có sang cho nó quả. Còn gì nữa con, nếu mà các con mà bây giờ đãi bữa cơm giờ 500 trở thành. Thế mà mẹ có 30 quả trứng 30.000 cả nhà, cả chủ, cả hàng xóm ăn. Hàng xóm này không ăn thì sao hả? Chả ai chê. Chỉ có cho người ta ăn hay không mà chẳng ai chê. Ừ. Nào. 2, 4, 6, 8, 10 rồi. 10 rồi. 2, 4, 6 đâu? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 quả rồi. 11. Thế à? 2, 4, 6. Ừ nhờ, thế chắc là hình ở bên dưới. Cái hình ở bên dưới nữa. 11. 12. 13. 13. Cái nhà đi. Cùng một lứa. 1 trứng nhá. 5. 16. Ăn nhiều nó mới 17. Làm được. Thật. Ăn nó sao sống nổi. 18. 19. 20 được rồi. Ôi giời, có 20.000 bạc rẻ hơn là coi như là rẻ hơn khoai lang, rau khoai lang. Chính ra cái trứng này ăn là bổ này, nhưng mà luộc kỹ đi một tí. Xong bắt đầu đến lúc ai ăn được lông thì ăn cả lông, ăn được cái vặt đi cái là chấm ăn ngon ngọt xíu luôn. Có người có 10.000 một chục. Rẻ. Gà kêu là kia. Gâm không nhặt nhanh thì hết đi mà. Mua trứng đi. Không nhặt nhanh thì hết. Nhanh. Và mới ra đấy. Ngồi bán là xem tối có vẻ có cho quà nào. Đi bán thuê. Trứng kia là trứng gì? Trứng kia là trứng ốc đậu. Nhưng mà ốc đậu đằng. Nín. Chiếc ở kia. Nó thò mỏ ra kia. Ốc đậu đâu? Ốc đậu đây. Thì làm mẹ chục nọ chục kia. Ôi giời, có đáng bao nhiêu khổ. Mẹ thì đây mà chồng ăn nó khỏe nên nó mới lại ôm mình. Các bà tâm lý thế thế nào nữa đúng không? Đây là trứng lộn quá đà. Người ta gọi câu lịch sự nhỉ. Không bán thêm đâu chị ơi, bán đủ thôi. Bây giờ được bao nhiêu đâu, cả một chục trứng may ra lãi được một quả. Thế mà chẳng may nó vỡ mẹ cho một quả ở về nhà vứt mẹ cho mèo chứ nhất cái hết mẹ lãi. Làm 20 quả rẻ bèo, 20 quả 20.000. 20.000 thì mình ăn, chồng ăn, con ăn, khéo lại bưng cho bố mẹ bát, bố mẹ thích quá. Thật mà. Mình mà con dâu mà bê cho thích lắm ấy. Mua trứng ấy cả nhà ơi. Còn ca này nó về là xong một ca 7:10, 7:30. Sao nó hết rồi đâu? Mua trứng ấy cháu ơi. Thật á? Sao lại thế là sao bạn vất vả đấy? Nghe bảo là vất vả lắm, về đến nhà nó không vừa ăn cơm vừa bình luận này xong con tí xong con. Không lúc nào ngồi đây mà còn quá rồi bà chấm chấm cái xong bài lại bác. Chấm chấm sớm cái này thì chấm gì? Sớm này mà ai ta hát rồi chấm. Đến giờ mình vào bắt đầu thay đổi sóng không? Thế mình mệt gì? Thế chị nè. Cứ cả rỗi như này cứ hát từ chiều thì thao chấm. Đến giờ về bắt đầu chuẩn bị ăn cơm, à, vừa ăn cơm vừa chấm. Ăn xong là cũng hát xong. Thế mình mệt. Khổ thật đấy chị nè. Ở trên câu là bộ rượu hoa các ông bảo này Nguyễn Chiến đâu ăn cơm cái đấy của vòng em ăn cơm. Đấy, khổ thế chứ nhỉ. Nguyễn Minh chủ nhiệm không sinh mà không xấu nhưng mà nhìn cũng đâu đến nỗi. Thế mà
cứ bị coi như là nó bỏ, nó chặn mẹ nó vào, nó không cho, không cho gặp nữa. Mua trứng đấy cả nhà ơi. Nhưng mà chặn thì cứ chặn nhá, lúc nào thích mở thì cứ mở ra nhá. Giận thì cứ chặn vào nhá, lúc nào thích mở cứ mở ra, không vấn đề gì cả. Còn bây giờ thì đến, nếu nói nỗi thì con người ta có ai hoàn hảo được đâu, chẳng ai hoàn hảo được cả. Còn nếu mà để nói Nguyễn Minh có lỗi thì người ta cũng có lỗi mà. Alo, mua trứng đây, 1.000 một quả, một quả 1.000 cả nhà ơi. Này, nếu mà không có trứng dai nó không ăn được, nó nhìn nó đích thương đích mê, đúng không? Mười nghìn đáng bao nhiêu? 10.000 mà có 20.000, 20 quả đáng bao nhiêu? Đáng bao nhiêu mà không cho nó ăn được? Cho nó ăn, nó còn mẹ mình bảo gì nó còn nghe, không mà còn lâu. Đãi có quả trứng, chục trứng vịt, chục trứng gọi là thế. Mẹ nằm dậy lên dậy xuống nó dán thì bảo gì chết chả. Nó mà dỗi là mình mất ngủ luôn đấy. Mua trứng đây cả nhà ơi, mua trứng vào đây. Tôi mua, gọi điện tôi thấy nghe máy. Sao mua có chục quả thì ít thế? Thế này thôi. Ngày nào mua. Thế bóc. Như là đều luôn. Mỗi ngày cho ăn đúng. Bóc ở đầu ăn nó đều hơn tốt rồi. Thêm chóc rượu nữa. Tốt quá nó lại đi ra ngoài hết. Ôi dồi ôi không, đều mẹ. Trông vẫn còn sức cái này, nó không phải ra ngoài. Cái này ai ta mua cho phát nhỉ? Bây giờ cái ca 7:10 là hết, hôm nào cũng hết. Thế, thích nhỉ? Thế. Cứ đến 7:10. Không cần, mỗi quả chị, mỗi quả lãi độ... Mỗi một chục là được lãi 7.000. Thế thì 100 lãi 70.000 chỗ này, hôm nay độ 500. Nhìn thì 700.000 thôi, thì bà bảo làm cái gì ra? Hôm nay sáng nay đúng 1.000 quả. Thế mà chị em nhà mình con đến đích thần làm nhỉ? Tôi phải là mẹ nghỉ thì em tuyên ấy. Nghỉ mẹ đi, trước nó bán này. Giờ nó nghỉ. Nhưng mà còn cả nhà yêu ạ, chẳng phải là lãi thế đâu, còn vỡ vạc rồi đi đường nó còn thôi thùng rồi. Mua trứng ơi, trứng đây các cháu ơi, ra đây mua cho bà về cái, bà đang có người gọi nhà đấy. Ôi dồi quá ngon cháu này, đây gọi là nó vừa dập non vừa dập già, dập già cháu chấm muối dập và non thì nó ngon lắm, mới toàn trứng mới thôi. Qua tầm này hết trứng. Không, ôi giời, nó chẳng qua nó định chui ra nhưng mà nó không chui được thì mẹ mang đi bán. Hôm qua bà sáng nay bà mang về, tôi lấy luôn, tôi luộc mẹ chục quả đập ra máu vẫn còn tươi rồi. Ôi giời, tao nghiện lắm, ôi giời, tao thích lắm. Hai mươi quả có 20.000 bạc thì bằng bao nhiêu? Bằng hai mớ rau muống ấy là cái gì mà? Đấy, 10 quả thì gọi bằng 20 rau, 5.000 mớ rau, 20 rau 10.000 nhé. Ăn là người ta, các cụ nói chẳng sai thế nào, cứt cá còn ngon hơn lá rau, bằng miệng không? Quá ngon luôn. Nhanh lên, sắp hết rồi cả nhà ơi, chỉ cần độ vài người nữa là hết. Giáp đây. Chú hai bán nào chị? Nghìn, nghìn quả mà... Của em là 40.000, em đến 10 quả. Đủ lát này. Ôi trời. Thế bây giờ nhá, bây giờ nó thò ra nhưng nó yếu lúc ra được, người ta phải bằng mang bằng trứng loại. Đấy. Cái loại đấy ăn càng bổ nhá, xin nói đấy. Thì tươi nó mới ngát, đầu trứng vẫn tươi mà. Thế các bạn còn muốn trứng chết rồi. Nó tươi nó còn máu. Đúng rồi. Nó tươi nó mới ngát, nó ngọt. Cháu này nó khôn, không nhỉ? Ôi trời, về thì luộc kỹ xong vặt nó đi thì là mẹ chấm muối ăn càng ngon. Đâu. Quá ngon luôn. Nó cùng một lứa trong cái bốc bừa mẹ đi. Nó cùng một lứa mà. Đây này, hôm nay ngồi bán hộ kiếm mấy quả trứng mà. Giờ đã về đâu. Ở nhà thì con cái nấu cơm. Cứ đi học về cái hai đứa nó ôm bà lộ. Có phải đi đưa con. Những bình thường bố nó đi làm phải đưa, nhưng mà bố nó ở nhà ấy. Hôm nào bố nó đi làm đám cưới thì cháu phải nghỉ cả chợ luôn. Thằng Văn hiền này. Đứa nào cũng hiền, thằng Hà cháu nó hiền, thằng Văn hiền. Thằng Văn thì mình hay còn thường lại thằng Hà nó còn hiền.
nó hiền mà nó còn biết nói chuyện lắm. Hà nó đi làm thế này mình cũng đi ít rồi. Thằng Văn cũng hiền, thằng Hà cũng hiền mà con thương đấy. Trưa nay nó nấu mì, sáng nay nó nấu mì với thịt. Thế là nó gõ cửa, mẹ còn chưa cầm dậy nó bưng vào tận giường. Trưa nay nó lại nấu cơm thịt. Đây. Bán. Thì nhưng mà cháu mỏi em có cháu khám bệnh mà nó cứ bưng vào giường. Làm 20 đi. Dạ ăn cho nó ngon, nó chất. Còn gì nữa? Làm 20 đi, cháu ơi. Khổ lắm nhưng mà chúng mày làm công ty nó bắt sức lao động nhiều. Mất sức cũng quan thế thôi. Từ chết cho chồng nó ăn nó mới mạnh. Chồng nó ăn trứng này xong rồi cho nó lại mà cốc rượu nó mới vài cái rau giá nó nhân nó mới khỏe. Cả nhà ơi, mình đang ở Đồi Đỏ nhá. Đây cái bá bánh mì vẫn ngồi cạnh như này. Rau có bán bánh mì rẻ không chị ơi? Rẻ đấy, rẻ mua mấy cái đấy, dưới 5.000 đấy. Đã bảo rồi, mua mẹ 20 đi. Ồ. Mua trứng cháu ơi. Đây xem cháu lấy lại nào. Hai quả nữa. Một trứng hả cháu? Một đi. Chim chíp thế này. Mẹ nó mới tươi. Nó chết nó không kêu chim chíp thì nó trứng mẹ chết nó. Rồi. Rồi. Càng chíp 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 nó cái già kìa, nhưng mà nó tươi. Cái này nó vẫn nó à. Cái này là ốc đậu, cái này là già. Ăn cái thằng già này này nó ngọt nước này. Về luộc kỹ xong vặt lông đi chấm mẹ ăn bùi lắm. Thật là ngon đó. Còn cái kia thì cái thằng đấy nó ốc đậu hẳn thì nó ngon, còn thằng kia nó đặc đặc thì ăn hàng già này ngon này. Đây, ừ, cháu mua đi. Cháu ơi, cái đằng này ăn ngọt ơi là ngọt. Làm mấy đâu, thích non thì đấy, hàng già thì... Mua trứng ơi cháu gái ơi. Cái gì hết? Đấy. Chỗ này không còn hàng trăm quả, em lấy đến đâu lắm ấy. Nhưng mà toàn thấy nó mổ. Trời ơi, mổ đâu. Mổ đâu. Quả này mổ không lấy thôi, nhưng quả này mổ đâu. Còn trứng này như kia mổ có được 2-3 quả này thôi. Đây để gốc thôi rồi. Có 20.000, 20 quả mẹ. Mới tinh nó qua giờ này. Nửa đêm dậy mua cũng được. Quan nhận không? Có 10.000 quả trứng, 10.000 chục trứng, nửa đêm dậy mua cũng được. Ừ. Nếu mà nó thành con người ta bán 5-6-7.000 một con. Trứng mới đấy, con chơi chít chít thêm mới, tinh rồi là nó. Em lấy quả lành ấy, quả vỗ bỏ lại. Người ta thích vỗ chả được. Có 10.000 một chục, ôi trời ơi. Đẹo hết giờ ấy mà. Đã ca nữa về chưa bà? Cái ca kia kìa. Ca nữa là, ca lại 6 giờ hỏi em. Thế còn 6 giờ 10. Điện tử mà. Điện tử mà 6 giờ 10, 7 giờ 10, mít là 6 giờ 10. Ôi, thì hết đến nơi rồi. Ở đây tí một lúc hết giờ, làm gì còn cái ca nào. Về. Hết. Nhanh lên, hết xanh đến tít để đem bà chị dăm người nữa là hết sạch. Trứng đây. Vừa trứng chết dạp, vừa trứng ốc đậu, vừa trứng vừa trứng mổ mỏ ra đây, thích non lại lào xào lại đấy. Quá ngon luôn, trứng này quá rẻ luôn đấy. Nghìn quả cơ mà lỡ đêm dậy ăn trứng mua được. Trứng này hầm luộc ngọt lắm đấy chú. Vâng. Ăn không cho ăn không quá, đâm mã thôi. Có nghìn quả, 10.000 chục mua được cháu ạ. Tao chỉ là ngồi chơi, tao cũng mua 20 quả cơ, nhưng mà tao ngồi tao cũng hớt ở đây. Ốc đậu à? Ốc đậu đây, còn đây chết giạt. Ốc rán được, luộc được đấy hôm nào. Quá rẻ. Đem mẹ có 10.000 làm chục trứng về, thích rán cháu đập tí hành vào. Cháu đập tí hành vào, cháu đánh lẫn vào. Cháu rán vào cơ mà chả ngon lắm. Mà trứng này là trứng chuẩn, không phải sợ trứng Trung Quốc nhé. Thằng Trung Quốc thì mẹ nó bán ở đầy đường ấy kìa, nhưng cái thằng này nó cho vào ấp thì là chỉ có trứng mình thôi. Năm đây cái này về cháu rán. Nhiều đứa nó bảo này bà này sợ trứng Trung Quốc, bảo chúng mày ra ăn được là trứng Trung Quốc, nhưng mà cái thằng trứng loại này là trứng mình rồi, vì nó bây giờ cho vào ấp xoay giờ ấp như phôi nó kém rồi phải bỏ thôi. Đang đến nó nhiều ngày hơn. Đang đến nó nhiều ngày hơn thì mình luộc, đằng này nó ít ngày hơn thì mình rán được.
Đằng này thái hành cho vào rán làm đĩa, cả nhà ăn thơm phức làm cái gì mà. Nhà này không có khách thì là mẹ mới chục trứng ốc đậu này về đập rán với đĩa. Đến lúc trứng rồi. Cái đằng này nó hơi hình con ghé. Chưa có con tí nào. Nhưng mà nó nhiều ngày hơn. Nhiều ngày hơn cái thằng này để đập rán này. Còn thằng này lại già hơn, thằng ấy có con này. Đấy. Tớ đã biết tớ đi học bà ấy, gọi đang thực tập bán trứng rồi, về tớ đi buôn đấy. Đi buôn trứng. Ngồi đây vì thời gian vất vả gò bó nhưng mà cũng nhàn mà, cũng vất vả, không gánh nặng gánh nhẹ gì. Ngon hơn cho hơn ngày đi bánh nướng của cháu ấy. Ngồi thôi. Ngày bánh nướng nha mẹ. Kiểu là bà cũng có kiểu có nghề từ ngày xưa rồi. Mà có phải ai nghề nào cũng làm được đâu. Nó là tất cả là cái duyên trời hết. Như cháu đi bánh nướng măng miến thì có ai đi được đâu. Đúng thật, cũng không biết được đi thật. Nhiều người đi được nhưng có cái đằng cái tầm tuổi cháu có ai đi được đâu. Bán đi không biết rằng không bán được đâu mà. Người ta xe lớn xe bé mình không bán được. Đấy, sắp hết đến nơi rồi được mẹ. Đếm mấy? 13. Cho mẹ 15 quá, có 15.000 bạc đi. Rẻ quá cơ chứ mà. Làm 18 chứ 10 triệu một tháng ăn thì có 10.000 chục trứng. Thế mấy triệu con? Ờ thì 5-6 triệu mình ăn có 10.000 chục trứng. Ok. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn nhỉ. Chỗ này mới chưa hết rồi. Rẻ nhỉ. Ui giời. Về đập ra rán. Thế. Thế. Rẻ nhỉ. Hôm nào mà có bà có cái loại lợn là hôm nào cái loại lợn rán rán là cháu mà cháu làm mấy chục phải cháu mua cháu phải cháu ra vì thằng chúng nó ở nhà nó cứ thỉnh thoảng nó làm ra lem lên biết thì xong rồi nó rán mẹ bóp và làm ra lem, không phải có công việc đi mấy mâm công việc để rán mẹ lem qua ngọn luôn ăn lại còn ra ngoài kia còn trứng loại trứng tàu trắng đây là toàn trứng ta đây 15.000 sạch nặng. Nha. Thôi, đi về thôi. Ngồi hôm nay chơi quá tải rồi. Cháu hôm nay là cháu đi ra cháu làm cái này thôi, mới lại lấy quần áo cho cái đứa kia nó mà nó ra nó gọi điện đi mà sờ nhà cái con cháu nhà nó có gọi thôi. Tí cháu gọi cho nó xem nào. Trứng vừa mới xong vừa ăn trứng vừa ngủ.